Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch giảm tử vong do COVID-19. Thành phố lập danh sách người trên 65 tuổi, có bệnh nền để xét nghiệm, tiêm vaccine, kịp thời chăm sóc và điều trị nếu mắc COVID-19, giảm nguy cơ tử vong. Nội dung nêu trong công văn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký ngày 7 tháng 12 nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe người trên 65 tuổi và người bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19. Giai đoạn đầu của chiến dịch từ ngày 7 đến 31 tháng 12, sau đó sơ kết và rút kinh nghiệm để triển khai trong năm 2022. Với kế hoạch này, thành phố lập danh sách gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm trên 65 tuổi, bệnh nền để triển khai lấy mẫu. Mỗi người được lấy mẫu xét nghiệm nhanh 2 lần, cách nhau 3 ngày nếu lần 1 âm tính. Thời gian hoàn thành xét nghiệm trước 18 tháng 12. Những người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được thành phố đẩy nhanh tiêm vaccine. Đội lưu động sẽ đến tận nhà tiêm cho người không thể đi lại. Người thuộc nhóm nguy cơ cũng được tổ và trạm y tế tập trung chăm sóc, phát thuốc kháng virus và điều trị khi test nhanh dương tính. F0 sẽ được ngành y tế tư vấn, thăm hỏi từ xa, cấp cứu kịp thời khi bệnh chuyển nặng. Ngành y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tổng đài 1022 tư vấn và hướng dẫn cho người F0 thuộc nhóm nguy cơ khi cần hỗ trợ. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca tử vong do COVID-19 xu hướng tăng trong tháng gần đây. Hai tuần gần nhất, số bệnh nhân tử vong tăng dần ở mức 60 đến 70 ca mỗi ngày. Riêng 5 tháng 12, thành phố ghi nhận 94 người tử vong, cao nhất 2 tháng qua. Qua phân tích, ngành y tế nhận thấy phần lớn trường hợp tử vong tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm vaccine, chưa dùng thuốc kháng virus. Việc phát hiện sớm F0 nguy cơ cao để kịp thời theo dõi sức khỏe và điều trị nhằm hạn chế thấp nhất tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.